Dạ anh chị cho em giọng phần nè anh chị ơi. Dạ em mang giọng phần ha. Để tôi nuốt rồi em mà bọn cho tôi nuốt luôn nữa. Tôi sống sờ sờ mà luôn như tôi tách bộ khác kinh nữa bộ. Nó bỏ nó cái điều bỏ kìa. Bé của tình tôi thì thứ nừ lần rồi mà luôn như lần đầu tiên bất ngờ lắm. Mỗi lần bé có tiền, mỗi lần bé có điện thùa. Bữa nay chắc cần cái chi rồi cứ đi bé lại đây. Luôn như là thương quá. Hén đưa cho tôi luôn chứ có tiền đưa. Mà ra mà đang tôi với hắn là tấu đi tới Sài Gòn rồi mà đang bà biết bà vô tới thằng Nai kinh nữa bà cũng dũa quá hay. Tại tôi thấy đẹp má nó ba ở trong đây xe tôi đi nè. Mà đi Sài Gòn mà không có bộ đồ mà bà tha mẹ chống bề bỏ bà mẹ chứ nói thì tôi dậy cho bà luôn. Bà vô bà bác chồng mùa tình mà y xì bà ngủ tới thăm chá nữa. Ngó bộ đồ bà kìa. Họ ngó ừ. Châu cho mướt rượt như này. Mình ngó ừ. Chứ bà đó bà đang đi với họ đang đem tiền gì đây. Không cầu đồng bò có nhờ đi không kìa. Một ngàn cục tiền, hai ngàn cái điện thoại. Trừ tới cái xe ít nhất phải cho tôi ở tầng bữa hén mới mát được chiếc xe bấu chỗ bả chỗ chứ ở đâu mà hai ngày đem chiếc xe gì? Rồi mãi ngày mới về. Về đi rồi đem xe rồi có tiền rồi sắm nhò về đi. Trần đứa ấy cầm đi về xe, ở chưa hết tiền đâu. Em lấy cho ít đồng đi về xe nhanh chúng tôi thấy cái khổ gì cái chứ. Tiền bên kia kìa bên kia kìa. Khổ mình gì liền nè. Nhớ là mua xe rồi xe bãi chỗ rồi xịn xịn. Rồi suốt mua bộ đồ tôi thấy bộ cái cảnh này. Không đi mà má ba không cho lên má ba đi cũng vũ á. Rồi về đi. Này đi nữa đâu.